Rồi, chào mừng anh chị em quay trở lại với kênh Mực In Minh Khuê. Hôm nay tôi cùng với lại anh em cùng thay lụa con máy Calon 2009 nha. Rồi, cùng tiến hành luôn. Tháo ốc ra này. Còn chưa thời gian nữa anh em nhé, đây mới đây. Và tháo cái kéo lên mở hộ mực này. Tôi có thói quen tháo ra xong rồi tôi này. Thế vào luôn. Bị dơ tôi bị thay cậy nhất lên. À, tại vì đây là hai cái cán móc vào hai bên trong này. Đây, cái kết này. Tháo bốn con ốc ra. 1, 2, 3 con ốc nữa. Anh lấy một cái lụa rồi nhé Huyền nhá. Thay cho FPT Long Châu. Nào đây? Em có thể nông châu. Qua mang về á? Hai cái này có xử lý được không? Xử lý được con kia xem lấy cho anh cái trống thay, bắt buộc phải thay một cái trống. Trống bờ đá dơ gì ạ? Qua về anh lại chạy vào thứ việc ở ngoài đó anh. Không hoàn thành được chỉ tiêu tối hôm qua, bực thế. Thế qua có làm được cái hộp của trai không? Có. Đúng cái đấy thì phải này. Thì nó học sự nhớ cho thầy. Thầy để kết cái món lấy cho nó xong đi. Đang quay à. Thế chứ, mình nói chuyện bình thường anh quay như anh quay anh vẫn nói chuyện bình thường mà. Tại vì mình FPT ở Long Châu 161
Các bé làm cái gì gãy đôi không bực? Dã man thế. Tách đôi lửa ở trên lửa trống với lửa mực riêng luôn. Các cô toàn những tay của tao hơn tay đôi. Đây, lách lửa. Thế mấy đồng chí mới trêu. Đấy, đấy là em ái thí của anh ấy. Em nào là em ái thí của anh? Em ai phí suốt ngày thì chỉ có nhắc tới bao nhiêu anh thôi, sang cái này chỉ có nhắc cái tên mỗi anh thôi, mỗi anh Khuê thôi. À ở cái nhưng mà anh Khuê hơi buồn, anh Khuê năm nay mới vào lớp 10. Sao lại vào lớp 10? Anh Khuê vào lớp 10, còn bố anh Khuê mới đang làm cho các em, chứ còn anh Khuê đang vào lớp 10. Ok. Con máy lại làm gì chưa? Cái đấy là giờ anh sửa xong hết rồi, chỉ còn mỗi cái nào cái hộp mực nữa là xong. Đây này, cái đường trồng các bạn này, chả hiểu các bạn này in cái gì. Dính ở trên đấy đâu, nào đi được. Xong rồi ngồi ngồi vẫn còn khỏe lắm nhé, xong bắt đầu vẫn còn háo hức lắm. Ăn xong rồi đi làm xong về tắm rửa xong xuôi rồi xuống xuống rồi đi xong cái việc kia, bắt đầu về mới mấy bữa rồi mình chạy nhiều. Qua hai hai anh em độc thoại chiều nhau. Đây hôm qua anh mới sang đấy, 2, 4, 6 chai mới đổ hết một chai này cho cái hộp này thôi. Này thì nó vào đóng không có là xong. Tôi cái lụa anh vừa lấy xong anh ở đâu rồi nhỉ? Cái này hôm trước là mình không biết là mạnh hay là ai qua làm, có để nguyên cái quả chiến trường anh em đổ mực vì chỗ đấy nó bảo là nó cũng không hay ngồi ấy. Con này là anh thay lụa này, thay trống, thay gà. Xuống dưới biên giang rồi anh sẽ trả đi cùng, rồi quay về anh vào đây anh trả nó, rồi đi qua An Bình thì nó cứ cho Thắng chạy xuống dưới kia xong rồi qua Apex trước đi, cứ Thắng chạy ở phía dưới còn anh về.
phụ trống. Bây giờ cho anh một hộp 12A trước nhé, để anh chạy ra thằng mai đấy anh lắp cho nó xong rồi anh sẽ đi thẳng đường ra kia, anh đi xuống dưới đi ra nhé. Chỉ có vậy thôi. Quay quay cho anh em mà cứ chưa về cho chính chủ, chưa lại không được ngủ đâu. Nó vào buổi sáng nay thì dạng tốt rồi, 1:26 hết rồi. Điện đấy nó không bắt buổi sáng ở đây chữa máy cho mình. Lâu nó không làm thì chắc nó làm. Nó là tôi chỉ thích làm máy photo thôi mà. Thích làm máy photo. Thế sao ông cuốn làm máy photo nó đơn giản. Thực ra là máy photo đơn giản, kiếm tiền to. Đấy, nó là chỉ là máy photo. Anh thì làm máy photo hơn làm ba cái máy in này. Cái đấy để tí nữa anh đổ một vào là xong. Mấy cái hộp combo mang đi ấy. Đấy 19, xong rồi. Anh lau sạch sẽ xong xuôi rồi, giờ chỉ có việc vừa đóng ép trên không vào thôi. Này nó rách nụa này, cứ
máy nó chạy anh em nghe tiếng nó xoạch 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 100% là thấy ngựa rồi. Qua đến con này là không khởi động, không chạy, không gì cả. Gọn dây vào này là xong. Này giờ anh em gài ngược lên nữa là xong thôi. Vừa nãy giặt xuống thì giờ anh em phải cho dưới này xong rồi đẩy lên này. Thế nên mình tùy nó lấy cái tem vỡ dán vào cái ốc hai cái đỏ của anh là sao. Giờ mình cố gắng mình cái nào mình dán tem tem vỡ của mình ốc nào ạ?
hai cái chốt này, hai cái đầu chốt này. Đây à? Không không, đầu chốt, đầu chốt. Đây không, chốt chốt. Nó nhỏ nhỏ thế này. Cái này gọi là chốt này. Đây. Ừ. Ừ. Bắt buộc muốn tháo ra phải cạy cái rách cái tem vỡ ra thì mới cạy được cái chốt đấy ra. Cạy ra là mất tem bảo hành. Đó. Thường thường thay một cái lục nữa. Như vậy thời gian mình đã xong rồi, cảm ơn anh chị em đã đồng hành và xem video của Mỹ Khuê. Nếu anh em thấy hay ý nghĩa thì xin cho một like và một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại anh chị em ở video tiếp theo nhé. Bây giờ chỉ còn câu lau chùi tân trang cho em nó sạch sẽ để em nó về nhà. Xin chào cả nhà.